Chào mừng các bạn đến với kênh Tấp Hàng Tuần. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm bánh mì nha. Mình chuẩn bị ở đây một ít bột mì số 13. Và đây là đường. Một chút men, mình sử dụng men loại này nha. Gói này là gói nhỏ 125g. Nó có gói lớn 500g nữa, nhưng mà mình sử dụng ít thì mình mua gói nhỏ thôi. Và đây là muối, khoảng 1 thìa cà phê, bơ lạc và 2 quả trứng, một cái để mình cho vào bột trộn và một cái là mình quét trên mặt bánh. Và thành phần cuối cùng đó là sữa tươi không đường. Mình phải giữ lạnh cho nên mình bỏ vào trong ngăn mát. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Mình sử dụng bột mì số 13, 280g. Mình cho vào đây 60g đường. Một thìa cà phê muối, mình bỏ riêng vào một góc. Tiếp theo là 4g men. Mình cho vào đây một quả trứng. Một 120g sữa tươi không đường. Mình trộn tất cả lại với nhau. Sau đó thì mình sẽ nhồi. Hôm nay May chia sẻ với các bạn mình nhồi bột bằng tay, để những bạn nào mình không có máy mình vẫn có thể làm được. Bánh mì này các bạn ăn ngọt cũng được, mình làm nhân mặn cũng được luôn. Hôm nay May sẽ làm nhân mặn, đó là mình chuẩn bị một ít dầu ăn và bột khô để mà mình vết lên tay cho đừng có dính khi mình nhồi bột á. Nhân mặn hôm nay May làm sẽ là pate và xúc xích. Mình thoa dầu ăn lên tay, sau đó mình nhồi bột. Mình nhồi tầm 4 phút, sau đó mình sẽ nghỉ 3 phút. Mình lấy màn bọc thực phẩm, mình bọc lại. Mình để 3 phút, sau đó mình sẽ nhồi tiếp. Sau 3 phút thì mình sẽ tiếp tục nhồi. Mình cứ gập rồi mình đẩy. Và mình tiếp tục nghỉ lần 2, 3 phút nữa. Sau 3 phút, bây giờ mình tiếp tục nhồi. Mình nhồi khoảng tầm 3 phút nữa là được. Sau đó mình cho bơ vào.
mình cho vào đây 30g bơ lạc. Mình để ở nhiệt độ bình thường, không có để cho bơ chảy ra hay là quá lạnh. Và mình sẽ gặp lại mình ngồi với bơ. Mình cứ gặp lại như vậy á, rồi mình ngăn mình nhồi đến khi mà nó không còn dính tay nữa. Mình sẽ xoay tròn, mình miết như thế này. Nó may làm chậm cho các bạn xem. Sau đó mình đem ủ. Mình ủ trong vòng 45 phút. Sau 45 phút, bột nó nở ra như vậy nè các bạn. Mình sẽ lấy ra. Mình sẽ đập cho vỡ hết những cái bong bóng trong này. Mình sẽ dàn nó ra thành cái khúc thật dài và mình cắt, mình chia nhỏ ra. Các bạn thích bánh lớn thì mình sẽ cắt thành cái miếng lớn, còn muốn nhỏ thì mình sẽ cắt theo nhỏ, tùy theo sở thích nha. Mình sẽ gấp bột lại như vậy. Và sau đó mình vo tròn. Mình chuẩn bị một ít hành và ngò. Cho vào đây một chút dầu ăn với muối. Đây là pate gan và xúc xích. Nếu bạn nào biết làm pate thì mình làm, còn không thì mình mua. Mình cho vào đây một ít pate và một miếng xúc xích. Các bạn có thể làm cái hình dáng nào mà mình yêu thích. Còn may làm đơn giản cho nên cứ vo tròn thôi. Mình để hành và ngò lên cho nó thơm. Cũng hơn một năm rồi may mới làm lại món bánh mì này. Cái trứng hồi nãy á, mình sẽ đánh tan ra. Bây giờ mình đem quét lên trên mặt bánh. Quét xong mình sẽ đem đi nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C, từ 20 cho đến 30 phút tùy lò. Đây, sau khi mình nướng, nhìn dễ thương không các bạn? Mình sẽ quét bơ lên cho nó thơm nha.
làm rất là đơn giản luôn, nhanh nữa, không cần máy móc gì hết. May chúc các bạn làm thành công nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của May và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi May ra video mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.